Dạ đổ đầy bình. Đó, mọi người thấy cái bức tiện của cái nắp xăng này không, nắp xăng được chơi. Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Mình là Đảo Đi Dạo. Ngày hôm nay lại là một buổi chiều sau khi làm xong hết mọi công việc, thì bây giờ mình sẽ lấy xe ra để chạy qua bên quận 9, cái khu mà Vinhome á, để cà phê với lại một anh bạn. Thì đồng thời mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người cái chủ đề của tập hôm nay, đó chính là mức độ hao xăng của xe mô tô phân khối lớn. Thì mọi người cũng có thể thấy là xe của mình giờ nó cũng đang báo cái đồng hồ xăng nè. Thì con Ducati này nó dở một chỗ á, là nó không có báo mức độ xăng ở 1 nấc, 2 nấc, 3 nấc, 4 nấc, mà khi nào nó gần hết xăng rồi nó mới báo. Giờ chúng ta sẽ cùng đi và cùng nói vấn đề này nha. Dạ đổ đầy bình. Rồi 208. Dạ ok. Dạ. Vậy là con này là 279, là cỡ 12 lít nha mọi người, vậy là 12 lít đó. À, cảm ơn anh. Vậy là cỡ 12 lít cho đại bình này. Nè, xui. Rồi để lẫm cái nắp xăng đó. Đó mọi người thấy cái bất tiện của cái nắp xăng này không, nắp xăng được chơi. Gắn mà nhiều khi không có giữ kỹ là nó rớt. Rồi xong, đi thôi. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Đảo Đi Dạo. Lại là mình đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà các anh em biker khá là quan tâm, đặc biệt là những anh em đang có ý định chuẩn bị mua xe. Đó chính là cái độ tiêu hao nhiên liệu, hay còn gọi là liệu xe mô tô phân khối lớn có hao xăng hay không. Về cái vấn đề này thì ngày trước khi mà mình chưa có sở hữu một chiếc xe mô tô thì mình cũng khá là lăn tăn, bởi vì cái việc mà chúng ta để dành tiền để mua xe là cả một vấn đề, cần phải có ngày dài tháng rộng để dành rồi. Thì không nói, nếu mà một ngày chúng ta đủ tiền rồi thì chúng ta cần phải tính tới một cái phương án tiếp theo, đó chính là liệu rằng đã đủ tiền mua xe thì có đủ tiền để nuôi xe hay không. Cái tiền mà để gọi là nuôi xe là bao gồm luôn là cả tiền đổ xăng, tiền thay nhớt, tiền bảo dưỡng định kỳ. Vậy thì đối với những chiếc xe mô tô phân khối lớn này, liệu các bạn phải dành ra bao nhiêu tiền một tháng là đủ? Đối với bản thân mình, khi mà xuất phát điểm là mình chạy con KTM Duke 390, sau đó là Rebel 500, tiếp theo là CB650 và bây giờ là Hypermoto 950, thì mình thấy cái sự hao xăng nó tăng dần theo thời gian, chứng tỏ một điều rằng theo một cái hiểu đơn giản, cái việc mà xe của bạn càng nhiều phân khối thì cái mức độ hao xăng nó sẽ tỷ lệ thuận và nó tăng lên. Đơn giản, một chiếc xe 150 phân khối thì các bạn sẽ tiết kiệm xăng hơn một chiếc xe 300 phân khối. Một chiếc xe 300 nó lại tiết kiệm xăng hơn 500, 600 và cuối cùng 1000cc, 1000 phân khối là hao xăng nhiều nhất. Vậy thì đối với cái con xe của mình đang sử dụng, đó chính là Hyper 950, cái mức độ hao xăng của con xe này khi mà được nhà sản xuất công bố là mình nhớ đâu đó không chừng là lăn quanh tầm 8 cỡ ha. Vậy thì đối với cái con Hyper mô tạc này của mình, trên khi mà chúng ta mua một chiếc xe, luôn luôn sẽ có cái tem dán nhãn năng lượng màu xanh lá cây để thể hiện cái mức độ tiêu hao nhiên liệu bao nhiêu lít trên 100 km. Đối với những chiếc xe nhỏ, mình sẽ có một phép so sánh đơn giản như thế này. Future là 1,8 lít trên 100 cây, SH160 4 van thế hệ mới là khoảng 2,4 lít trên 100 cây. Vậy thì liên hệ với xe mình, trên điều kiện thực tế mình chạy là khoảng 8 cho tới 9 lít trên 100 cây thì
có phải là nó đang tốn xăng gấp cỡ 3 lần, nhiều khi là hơn 3 lần, là 4 lần, là một con số rất là lớn nếu mà các bạn quan tâm tới mức độ tiêu hao nhiên liệu. Khi mà các bạn đổ xăng cái con SH một lần thì cái con Hyper các bạn đã phải đổ 4 lần trên cùng một cái quãng đường, quá là tốn xăng đúng không mọi người? Nhưng mà cái điều này là mình cũng chấp nhận và hoàn toàn đồng ý, bởi vì khi mà chúng ta đã chuẩn bị tinh thần là chúng ta chơi xe, chúng ta sử dụng mô tô phân khối lớn, ai da cái gì mà nước quá vậy? Khi mà chúng ta sử dụng mô tô phân khối lớn thì cái việc tốn xăng nó là cái điều đương nhiên. Với mức độ mà tốn xăng như thế này, hao xăng như thế này á, thì là nhiều khi nó còn lớn hơn cái mức độ hao xăng của những chiếc xe hơi nữa. Xe hơi một số người nói rằng chạy thì nó lại an toàn bởi vì chiếc xe nó bảo vệ mình được bao phủ xung quanh bởi sắt, chở được nhiều đồ, chở được nhiều người. Còn cái xe mô tô là chiếc xe ích kỷ, chỉ có thể chở một hoặc nhiều khi là chở hai, nhưng mà chở hai cũng không có thoải mái nữa. Vậy thì cái điều gì khiến mình đánh đổi? Bởi vì những cái cảm giác mà cái xe nó mang lại cho chúng ta khi mà chúng ta bứt tốc trên từng cái cú bằng ga, cái tiếng âm thanh nó rất là uy lực, và những cái thứ khác nữa, nên nó gọi là chơi xe mà. Nên là mọi người hãy suy nghĩ kỹ về cái vấn đề là khi mà chúng ta chọn một chiếc xe, không chỉ vì hình dáng, thiết kế, công suất. Rồi khi mà các bạn có cơ hội để mà chạy xe thì thấy cái dáng ngồi của chiếc Sport này phù hợp, hay cái dáng ngồi của chiếc Neck này thoải mái, thì đó là những cái yếu tố mà các bạn quan tâm. Tuy nhiên như mình đã nói thì là cái vấn đề mà hao xăng thì cũng không nên bỏ qua như mọi người. Nếu mà chúng ta dư giả tiền bạc, chúng ta thừa tiền, thì mình nghĩ rằng là cứ rủng rỉnh tiền trong túi đi, trong người lúc nào bóp cũng đem toàn tầm khoảng vài triệu, thì cái số tiền đó là dư giả để chúng ta đổ xăng, dư giả để chúng ta backup cho những cái trường hợp mà không may xảy ra như bể bánh hay là hư xe dọc đường. Liên hệ thực tế với bản thân, khi mà trước đây mình chạy con CB650 là một chiếc xe 4 máy của nhà Honda, thì cái xe đó cái mức độ hao xăng của nó ít hơn, rơi vào khoảng, mình nhớ là khoảng 5 tới 5 lít rưỡi trên 100 km. Thì liên hệ với con này là con này nó hao hơn, nó tầm khoảng 8-9 lít trên 100 cây, là nó hao ngang ngửa mấy con mà 1000 phân khối rồi đó. Nhưng mà ủa vậy là sao ta? Nếu mà chúng ta phân tích sâu một xíu, vậy liệu rằng có phải là một chiếc xe mà nó 4 máy thì nó hao xăng hơn chiếc xe 2 máy không? Thì nó còn phải phụ thuộc vào chiếc xe đó 4 máy nhưng mà bao nhiêu phân khối, 2 máy bao nhiêu phân khối nữa. Như mình đã nói ngay từ đầu là cái mức độ hao xăng nó phần lớn nó đến từ cái phân khối của chiếc xe. Tuy rằng là 650 thì là 4 máy, nhưng mà chúng ta luôn biết là xe Honda từ xưa tới giờ luôn có được mọi người gọi là chiếc xe ăn chắc mặt bền, mà chạy rất là ổn áp, giá cũng rớt không sâu nhưng mà cũng tiết kiệm xăng nữa. So thực tế với đối thủ cạnh tranh đến từ Nhật Bản đó là Yamaha, xe Yamaha rất là hao xăng. Từ xe tay ga nhỏ như là Novo đời hồi xưa, như là uống xăng như uống nước đúng không, mọi người đều biết. Rồi sau đó là Luviad, sau đó là qua mấy cái chiếc giống như là mấy chiếc sau này thì họ đã cải thiện, giống như Sirius rồi này kia, thì mấy xe đó là nó đã cải thiện rồi. MT10 hay là R1, rồi bá đạo luôn. Nhiều người nói vui rằng đó là để mà muốn sở hữu chiếc xe MT10 hay R1 thì nhà bạn phải là chủ cái xăng, tại vì mấy chiếc xe đó nó hao xăng rất là nhiều, nó uống xăng kinh khủng luôn mọi người. Mình chạy xe đó là coi như là mình đi tour, là mình phải chuẩn bị tinh thần là nó phải luôn luôn nhìn cái đồng hồ xăng để kiếm chỗ đổ xăng, tranh thủ đổ xăng. Nhưng mà nếu mà hỏi rằng mình là nếu mà cho mình chọn lại, liệu cái xe hao xăng như vậy nè, mình không sở hữu, mình không mua nữa, xe chạy hao xăng quá à, bây giờ Đạo mua một chiếc xe khác ít hao xăng hơn, chạy cho nó kinh tế hơn, thì mình vẫn không, mình vẫn hài lòng với cái quyết định mà sở hữu con Hyper 950 này. Bởi vì mình nghĩ rằng đối với riêng bản thân mình thì cái việc mà hao xăng nhưng mà đánh đổi lại được cái sức mạnh và cái cảm giác, cái sự phấn khích, mọi thứ luôn trên con xe Ducati này đem lại cho mình, thì mình cảm thấy hài lòng và mình cảm thấy là cái việc hao xăng nó là đáng. Và nói thêm một xíu nữa là cái độ hao xăng hay không nó cũng tùy thuộc vào cái chế độ xe mà bạn đang cài đặt, nó tạm gọi là mod đó mọi người. Tùy hãng xe khác nhau sẽ có nhiều chế độ chạy khác nhau, và đôi khi rằng những hãng xe thì họ sẽ đặt tên theo một cách khác nhau. Nhưng
cụ thể cái con Hyper này của mình thì nó có 3 chế độ: chế độ Sport, chế độ Touring và chế độ gì ta, tự nhiên mình ngang ta, Sport, Touring và Urban. Rồi Sport thì là nghe tên là thấy thể thao mạnh mẽ rồi, thì lúc này chiếc xe nó được khai thác hết 100% sức mạnh động cơ, mạnh nhất, bốc nhất, đã nhất nhưng mà hao xăng nhất. Và chế độ yếu hơn khai thác khoảng 70% sức mạnh động cơ là chế độ Touring. Touring thì nó sẽ phù hợp khi mà chúng ta chạy tour, chúng ta không cần phải sốc ga liên tục mà chúng ta cứ chạy đều ga, thì lúc này thì Touring nó sẽ chạy là một chế độ chạy hợp lý. Và do là chỉ khai thác được nhiêu đó phần trăm sức mạnh động cơ nên là nó cũng tiết kiệm xăng hơn một xíu. Và cuối cùng là Urban, là chế độ chạy thành phố hoặc là trời mưa thì các bạn cũng bật chế độ đó lên, thì chế độ đó là cái xe mình nó yếu nhất, bởi vì chiếc xe nó yếu nên cái độ hao xăng nó cũng là thấp nhất. Rồi, chúng ta đã nói xong về các chế độ chạy trên xe nó ảnh hưởng như thế nào với độ tiêu hao nhiên liệu. Mình nghĩ rằng cái yếu tố tiếp theo mình nói đôi khi chúng ta hay bỏ qua, đó chính là phong cách chạy của người chạy xe. Tại vì tùy thuộc vào cái phong cách chạy khác nhau mà quyết định rằng cái xe của bạn có hao xăng hay không, cho dù xe lớn hay xe nhỏ luôn nha. Như chúng ta biết là khi mà chúng ta chạy một chiếc xe, giống như là khi chúng ta dừng lại, bắt đầu đề ba đi, chúng ta thốc ga lên, thì lúc này cái bướm ga nó mở và cái xăng nó sẽ phun. Nếu mà chắc bạn là một người điềm tĩnh chạy lúc nào cũng đều đặn tay ga thì xe nó sẽ tiết kiệm xăng. Nhưng mà bạn là một người mà thích cà giật cà hãy, cứ chạy sóc ga xong thắng, thì lúc này cái bướm ga nó mở ra mở vô liên tục, xăng nó phun liên tục, thì dĩ nhiên xe của bạn sẽ tiêu hao nhiên liệu, hao xăng hơn xe của người khác nhiều rồi. Cái đó là điều đương nhiên. Bởi vậy cái sự mà cái phong cách chạy nó cũng ảnh hưởng với một phần đến cái độ hao xăng. Nên là cái độ hao xăng của một chiếc xe mà các bạn hỏi cha Google hay là hỏi người khác á, thì nó chỉ là một con số mà để tham khảo thôi. Tùy điều kiện giao thông thực tế và tùy vào cái điều kiện mà phong cách chạy khác nhau thì nó sẽ hình thành, nó sẽ thể hiện trên cái mức độ hao xăng khác nhau. Xí, chưa hết video đâu mọi người ơi. Mặc dù đã chuẩn bị nội dung trong đầu nhưng mà mình vẫn còn nói thiếu. Ăn uống và cà phê no nê thì mới chợt nhớ ra cái mức mà hao xăng của xe mô tô phân khối lớn nó còn phụ thuộc vào một yếu tố rất 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 là quan trọng luôn, vậy mà cũng thiếu. Âm thanh của xe phân khối lớn ảnh hưởng trực tiếp tới mức độ hao xăng của xe nha mọi người. Chúng ta mê xe không chỉ bởi vì hình dáng thiết kế đẹp ngầu của chiếc xe, mà còn bởi vì cái âm thanh, cái tiếng máy động cơ khi mà nó nổ và nó chạy trên đường rất là uy lực, phải không? Để có được âm thanh này, tất cả mọi loại xe khi mà mua về thì phải thay đổi kết cấu của hệ thống ống xả, hay còn gọi là độ bô. Nhờ vào cái việc mà chúng ta thay đổi hệ thống ống xả thì giúp cho cái xe, cái đường thoát hơi của ống xả nó ra, nó thoáng hơn. Và đồng thời thì chúng ta tháo cái bujin ra. Nếu mà là bujin trên một chiếc xe thì nó sẽ có bầu hơi kém lại rất là nhiều. Cái điều này để đảm bảo cái xe khi mà nó được đăng kiểm nó đạt tiêu chuẩn khí thải. Tuy nhiên nó sẽ làm cái xe, cái âm thanh của nó không được lớn và không được hay. Vậy thì hệ thống ống xả càng thoáng thì cái âm thanh nó cho ra càng hay, lớn và uy lực. Và điều đó cũng tỷ lệ thuận với cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của động cơ. Một chiếc xe gắn bujin có thể tiết kiệm xăng hơn so với một chiếc xe gắn bô độ. Nhưng mà bujin thì không hay, mà bô độ thì hao xăng. Cái con Hyper mô tạc này của mình khi mà mua xe mới trên hãng đem về thì cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của nhà sản xuất họ công bố nó chính là khoảng 6,5 lít trên 100 km. Tuy nhiên khi mà mình gắn cái bô độ vô, cái hệ thống bô mình đang đi là Tech Minoni Full System, thì lúc này độ tiêu hao xăng nó đã lên tới 8 cho tới 9 lít trên 100 km. Bởi vì vậy, để xe có được âm thanh hay thì chúng ta còn phải đánh đổi. Nên mọi người cứ cân nhắc giữa cái việc mà âm thanh với lại cái việc mà hao xăng. Đối với bản thân của Đạo, mình nghĩ rằng cái việc mà xe nó có âm thanh lớn hơn một xíu để cho cái cảm giác phấn khích và tự tin chạy trên đường thì nó hao xăng thêm một miếng. Dù gì đã là phân khối lớn thì cũng hao xăng rồi, bây giờ hao thêm một miếng thì cũng không sao. Các bạn thì suy nghĩ như thế nào? Mình nghĩ rằng ở tập video tiếp theo mình sẽ chia sẻ thêm về vấn đề âm thanh, hay còn gọi là độ bô,
và cái sự can thiệp vào hệ thống ống xả của xe trên mô tô phân khối lớn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau nói về vấn đề hao xăng trên xe mô tô phân khối lớn. Nếu là các bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Mình là Đảo Đi Dạo, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem hết video này. Bye bye.